Cái phần lúa của nhà em ấy, hôm qua có vẻ là mưa rất là nhiều và có thể nói là có gió to rất là nhiều các bác. Cái này thì nó bị sạt xuống một chút rồi các bác này. Đào một tí xong là làm một cái ránh đi qua đây thôi, là được. Thì hôm nào mà trên cũng tiếp tục quay đào sau. Xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Ngồi mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và đáng lẽ ra mà không có trời mưa như này, với lại đằng sau chỗ lực mà không có cái vụ săn lở ở đây các bác này, thì bây giờ có thể là lấy vật liệu đi vào nhà của em mà sửa được các bác. Như loạn chấm lịch đã chia sẻ lên Nam một lần nữa các bác, do ở đây là bị săn lở khá là nhiều, thì là bây giờ ô tô không có vào được. Bây giờ thì cái lực đá đang nhờ ở bên các anh ở trong thôn các bác, các anh ở xã nữa, thì bảo hộ chống lực, vận động bà con ra để hộ chống lực đào nốt cái chỗ đoạn đường bên này thì mới lấy được vật liệu đi vào các bác. Nhưng mà bên các anh trưởng thôn với lại anh xã thì cũng bảo chống lực rằng là thời điểm hiện tại thì bà con đang làm mùa gặt ấy, thì hầu như là nhà nào cũng không có rảnh lắm, cho nên là không có đông người để mà ra các bác. Như các bác có thể nhìn thấy ở đây thì sạt gọi là có vừa đường một xe máy thôi các bác. Ở đây thì nếu mà không có cái phần đất bên này thì chỉ có một chút chút đường bê tông đi nữa thôi này các bác này. Chúng tôi cũng mong rằng là trong vài hôm nữa thì trời sẽ nắng rồi thì anh đâu anh? Chúng tôi cũng mong rằng là một hai hôm nữa thì trời nắng thì có thể là bà con gãy lố rồi, thì bà con mới rảnh thì anh chủ thôn thì mới vận động được bà con ra để đào cái số đất này các bác này. Ở đây thì sạt khá là nhiều luôn. Chỗ này thì ở đây rồi chỉ có khi là đào ra chắc là phải mất tầm một ngày nữa các bác. Bây giờ thì cháu được sẽ di chuyển lên nhà của ba ông cháu rồi tiếp tục đi đến điểm nào thì cháu được sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả các cô bác anh chị là cũng biết. Đường đi vào rất là trơn các bác, cho nên là cháu được phải để xe ở ở ngoài kia thôi. Hôm nay mưa thì mưa từ hôm qua đến giờ rồi cô bác ạ, chưa tạnh một chút nào. Đây thì mưa khá là dày đặc luôn các bác ạ, mưa là kèm theo cả sương mù rất là nhiều luôn. Như cái đường vào nhà của em sửa này thì đó là nắng thì mới vào được thôi các bác, còn nếu mà mưa này thì vật liệu là không có thể vào nữa. Và chúng tôi cũng rất là mong thời gian vừa rồi thì tiến độ mà làm nhà của em sửa ấy các bác hơi chậm một chút, cho nên là rất là mong các bạn các anh chị sẽ thông cảm cho cháu được vì cái điều này. Đoạn này thì đoạn hình như là đi khó nhất này, thành ra là bà con là còn phải dùng đoạn này thì đoạn đi khó nhất này cô bác này, thì bà con sẽ giải góp tiền nhau, hình như là giải một chút ra cái lớp bê tông này của trên nhà em xử. Nó thuộc dạng là chỗ này cô bác là nó thuộc dạng cái đất đỏ, cho nên là mưa vào một chút thì rất là trơn luôn.
đang kèm theo mưa nữa cô bác này. Trời thì đang cái đường này mà hôm nào nắng độ tầm 3 hôm các bác thì chỉ có sửa lại đường mới có thể là đi vào được thôi, chứ bây giờ mà để mà làm lại hết cái con đường này thì chi phí nó rất là cao, thành ra là không có làm được đâu. Nhưng cái đoạn này thì là cái đoạn mà nó gọi là phải khó nhất rồi cô bác ạ. Nước mà nó mưa to xuống ấy, nó cứ chảy tạo thành một cái khe nó rất là lớn, cho nên là đi nó rất là khó. Trên này thì những cái vết xe mà bà con di chuyển lên đấy cô bác, tạo thành một cái khe như kiểu thành một cái suối luôn rồi. Thời tiết mà mưa mà càng ngày càng dai dẳng như này thì phải nói là cái tiến độ mà làm nhà của em sửa thì sẽ chậm hơn một chút cô bác ạ, sẽ không có được là như dự tính, như cháu được tính được. Như là cái chỗ này cô bác có tạo thành như là một cái ổ voi rất là lớn luôn. Cái này thì bánh xe như là không có đi được nữa rồi, chỉ có là đấy lại đẩy lên thôi, là đấy đẩy lên thôi. Từ cái điểm trường ấy vào thì đi một đoạn cũng khá là xa. Còn về cái vấn đề mà làm nhà của em xử cô bác thì cô bác theo dõi trên kênh của Cháu Lực cũng đã biết rồi, cái tiến độ mà làm tới đâu thì Cháu Lực đều cập nhật tới đấy luôn cô bác. Bây giờ nếu mà đi vào cái phần nền nhà của em sửa cô bác, cái phần tả ly đằng sau nó mà bị sạt xuống thì còn có biết là đào thêm cô bác, phải là gọi là làm đào được một thời gian rồi thì đợi nó mà xem nó bị sạt lở hay là nó bị cái gì không, thì lúc đấy làm nhà rồi thì mới rất là yên tâm cô bác ạ. Bây giờ thì mưa rào khá là nhiều luôn. Oh!
đó là trong cái thời gian qua mà cháu Lực cầm tiền của các mạnh thường quân đấy các bác, thì cháu Lực cũng rất là lo là sẽ làm nhà cho các em chậm cái tiến độ mà không theo như ý của các mạnh thường quân nói với cháu Lực là làm cho nó sớm. Cháu Lực cũng rất là mong là không có chuyện gì mà nó xảy ra để mà kịp thời làm nhà của em Sử càng sớm càng tốt, để cháu Lực hoàn thành cái ngôi nhà của em Sử rồi thì sẽ đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khác, chứ không mãi chia sẻ hoàn cảnh của em Sử mà lên được cả cô bác ạ. Ngày hôm nay thì Sử không có lái xe được đi đâu luôn cô bác ạ. Do là chỗ này mưa rất là nhiều, thì ra là nó tạo thành một cái khe nó rất là lớn luôn. Bây giờ thì cũng đã đến nhà của ba ông cháu rồi các bác này. Ôi rồi, chỗ đây lại bị giò nước à Sử? Đây, sửa sửa lại cái lỗ này thôi. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Rồi anh chào Sử nhá. Rồi, hôm nay có cả bạn gia hộ à? Vâng. Cháu Sử xin kính chào chú bà, cô chú, anh chị. Ô, cái chỗ này thì bị sạt xuống một tí rồi nhỉ? Vâng, sạt xuống ở đây này. Rồi, cái chỗ này thì hôm nào nắng thì mình lại đào thêm xuống đấy. Vâng. Không là sau này nó sẽ không có bị đổ xuống nhà này. Thanh niên này cũng gia hộ Sử à? Đây là bạn của Sử này cô bác này. Hầu như là thanh niên này hôm nào cũng gia hộ Sử hết cả. Cái chỗ này thì không có bị giò nước đâu nhỉ? Vâng. Ao này cho nó sâu chín nước trong kia. Đúng rồi, cho nó nước trôi trong kia thôi. Còn cái này thì hôm nọ có vẻ là đào hơi xuống thấp một chút nhỉ? Vâng. Hay ở phần phía bên kia thì nó là đất mượn các bác, cho nên là sẽ đào cho nó cao một chút để sau này mà nó cứng đất rồi nó sẽ bằng phẳng ở phía bên này này. Nước thì bây giờ nó sẽ không có bị dò ra niềm nào một chút nào. Ôi chỗ này như kiểu gần hết rồi Sư. Hả? Chỗ này chuyên chảy hết rồi. Vâng. Mấy hôm nữa hôm nào nóng thì chắc là phải là hôm nào mà trời nắng các bác thì chắc là phải đào ở trên kia xuống này để cho nó bằng sỏi thỏi hết. Hôm nọ thì vẫn đào là nó khỏi rồi, nhưng mà kiểu là đất mới các bác thì không tránh được là những trường hợp mà nó bị sạt xuống cả. Ông đi có ở nhà không? Không ạ. À. Không á? À? Ông đi đâu rồi? Biết đi đâu rồi à? Sử ơi, còn phải đội áo mưa để ra nữa luôn cô bác ạ.
mưa thì bây giờ cũng ướt hết cả mí rồi, từ đoạn kia vào ấy. Ngày hôm nay không lấy được xe đi đâu rồi nhỉ? Ngày hôm nay xe toàn để ở nhà thôi à? Để nhà chúng ấy, để nhà trên kia, để nhà trên kia. Cái nguồn này bị cạn rồi nhỉ? Cái bây giờ thì chỉ có chảy ra cái nguồn này khá là nhiều rồi bác này. Cái này thì sau này có thể là làm cho em một cái, làm cho các em một cái bể luôn, xây lại thêm một chút nữa. Sương mù khá là nhiều nhỉ? Mưa từ hôm qua đến hôm nay luôn à? Trên này có mưa nhiều không? Có à? Có thể là mưa nhiều như này thì cái tiến độ mà làm nhà của em thì nó sẽ hơi chậm một chút đấy. Đấy, không mưa, thời tiết như này thì nó không có được thuận lợi như anh em mình làm cả. Cho anh mượn cuốc một chút nào. Cái chỗ này thì hôm nào thì phải đào thêm chỗ này đấy. Phải hót hót thêm chỗ này này. Thì sau này mình làm cái rãnh ở đây thì nó mới được. Bây giờ hót ra một tí được không bác? Anh Nguyên đi lấy một cuốc đi. Chỗ này thì nó bị sạt xuống một chút rồi các bác này. Đào một tí xong là làm một cái rãnh đi qua đây thôi là được rồi. Để hôm nào mà trên cũng tiếp tục đào sau. Phải đào đất một chút, nóng hết cả người của bác, đang lạnh nữa. Hả? Bây giờ thì nóng rồi. Cái này đấy là hộ xử lâu chưa? Lâu rồi à? Là hai em cũng định đào hết chỗ này đi à? Hôm nay thì có nước chảy ra đây nhỉ? Này phải đào ấy, cái nước đang chảy hết ra kia đó. Hả? Ở cao xuống. Ồ, đây nước đây rồi. Đào ra bên kia bác. Đào một tí là nóng hết người rồi nhỉ? Thấy chưa? Bây giờ thì anh em sẽ cạo hết cái phần đất mà nó bị lấp cái chỗ mà cái dáng như là của bác này. Còn ở phần bên kia thì chắc là để hôm nào nắng thì sẽ được sẽ cùng em xử lại tiếp tục là đào hết cái phần kia xuống.
qua ở đấy mưa nhiều không ạ? Sử qua ở đấy mưa nhiều không hay là mưa to, hay là nó mưa như thế này suốt? Mưa to hơn à? Đêm thì có thể là mưa to hơn, ban ngày thì nó mưa rào luôn, nhưng mà mưa cả ngày đấy nhở. Nhà anh như này đã gặt chưa? Nhà sắp xong rồi á? Ồ, oh, thế nhanh nhỉ. Năm nay thì được bao nhiêu bao? Được 20 bao à? Ồ, oh, có vẻ là bây giờ mưa khá là nhiều các bạn ạ. Bây giờ anh em mình xào cái này phẳng phẳng lên được. Ông mình hôm nay đi bảo đi hộ ai chứ? Không đi ạ. Không đi à? Ông nhà đúng không? Vâng. Thế thì là một tí nó không có ông nữa. Càng ngày thì càng thấy mưa dạo đấy khá là nhiều các bác. Hầu như là tôi được thấy là càng tối nó càng mưa nhiều hơn hay sao? Chỗ này là đá đúng không? Cái này thì ngày mai mình phải thọc xuống ấy, hôm nào nắng á. Không để cho nó thành cái hụp như này đâu. Đúng rồi, thành cái hụp như này là thời gian nó lại sạt xuống ấy. Đấy. Nhưng hôm nọ ở đây là anh em mình đã đào thỏi đấy nhở. Thế mà anh em mình không đào thỏi mà đào phẳng lưng nó còn sạt nữa. Còn cái kia nắng nó đào thêm rồi nhờ. Bây giờ anh em mình làm thành một, cho nó một cái rãnh là được rồi, cho nước nó chảy đi ra bên kia là được rồi. Là ngày mai thì mình còn nắng thì mình sẽ đào cái phần kia xuống hết. Ngồi được rồi nhờ. Đúng rồi, để trên cái cao tí, ở trên kia thì không có nước đâu nhờ. Thế bây giờ là tạnh hơn, tạnh mưa đi một chút rồi đấy nhờ. Mệt phết thanh niên nhờ. Đấy, thanh niên thì hầu như là hôm nào cháu được lên đấy cô bác thì cũng đều nhìn thấy. Cái thanh niên này thì hầu như là lúc nào cũng ra hộ em xử cả. Có bác không có áo mưa à? Không. Không có áo mưa á? Em không cần áo mưa. Ờ, hôm nọ là em bảo em tên gì ấy nhà em quên mất rồi. Em tên Vân. Tên Vân à? À tên Vân à. Vân thì nói chào các ông có bà đi. Con chào các ông bà. Cháu chào các ông bà. Ờ, Vân thì học lớp mấy em? Em học lớp 9 rồi. Học lớp 9 à? Ồ, thế thì còn
học hơn sử rất là nhiều nhỉ. Sử hồi lớp 9 thì bỏ lớp 9. Bố mẹ bảo đi học, em bảo là không có tiền thì bỏ. À, thế bố mẹ bảo là đi học cấp 3 thì là không có tiền là nghỉ học à? Thế nghỉ học xong thì ở nhà đi đâu làm gì không? Ở nhà đi làm thôi. Đi làm à? Em đi làm xa nhất là làm ở đâu? Xa nhất là làm dưới Hà Nội. Dưới Hà Nội à? Hải Phòng đấy về thôi. Ồ. Thế cũng làm xa. Đi làm như này thì một tháng gửi được cho bố mẹ là bao tiền? Em đi làm một tháng được 7 triệu, gửi 3 triệu về một tháng. Một tháng được 7 triệu à? Là gửi cho 3 triệu à? Ừ. Thế còn 4 triệu còn lại thì làm tiền ăn với tiền phòng à? Ừ. Nếu mà công ty nó mà có nhiều việc thì mình lại được tăng ca nhiều hơn đúng không? Bây giờ thì có vẻ là mưa khá là nhiều này cô bác này. Và bây giờ thì anh em nhá, kia rửa chân rửa tay đi. Còn cái phần này thì cô bác thì nó bị sạt xuống ấy. Nó bị sạt ở phần cái phần đáy xuống ấy. Thế nên là vừa nãy em xử là muốn là đào nó ra hết để làm lại cái ránh nước cho nó chảy hết ra bên kia. Còn ở cái phần bên kia đấy, phần trên cao cao thì các bác này, thì một hai hôm nữa nắng thì Tấn Lực sẽ cùng em xử sẽ đào thêm ở chỗ kia ra nữa và đẩy hết đất này như kia này. Xử thì từ lúc đi nhà Tấn Lực về các bác, thấy nhà Tấn Lực có một cái ao thì em mới bảo là sau này làm nhà xong thì cũng muốn làm đào một cái ao, thỉnh thoảng thì ra câu xong lại ra vết cá nữa. Còn bây giờ thì mưa khá là nhiều rồi các bác ơi, chắc là mấy anh em cũng sẽ di chuyển là đi xuống cái nhà của em Sử một chút thôi. Ông thì có ở nhà không Sử? Có. Có à? Có. Thế thì bây giờ đi xuống nhà Sử một chút nào. Đi xuống nhà của Sử một chút đó. Vào anh. Ôi chú ơi, kia là cái gì đây? Đổ hết rồi à? Ôi dồi ôi. Ôi bây giờ anh em mình đi xem một tí nhỉ. Như thế kia thì còn đường nữa không đấy? Ôi dồi ôi. Vừa rồi thì cháu được nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là cái phần lố, cái phần lúa nếp của nhà em Sử cô bác thì nó cao quá, hình như là nó bị đổ hết rồi. Có vẻ là đêm qua mưa rất là to đấy nhờ. Mưa xong lại kèm theo cả bão nữa, cả gió nữa. Phải thêm không ta bác? Đi quốc đây nhỉ. Ôi này, ôi đây này, cô bác này. Cái phần lúa của nhà em ấy hôm qua có vẻ là mưa rất là nhiều và có thể nói là có gió to rất là nhiều các bác. Mùa này ở trên Hà Giang thì bị ảnh hưởng ở một cái cơn bão ấy các bác. Như này thì liệu còn được nó không hả Sử? Chắc không được. Được. Như này thì có vẻ như là nó bị đổ hết rồi, nhưng những cái hạt thóc của nó thì rất là đầy đàn quá nhá. Ui rồi cái này thì đổ hết rồi chứ. Ui rồi chỗ này là bị nhiều nhất đúng không? Đấy, hồi đêm qua thì có vẻ là có gió rất là to các bác. Lúa của nhà các em thì bà đã bị đổ hết rồi. Nhìn cái màu này, phát tiên đi, phát tiên đi, phát này, này phun. Ôi ôi, hình như là ba cái thửa này là cô bác này, nó lúa nếp ấy nó rất là cao, thành ra là nó bị đổ hết rồi. Liệu này còn năm nay còn dùng được không hả Sử? Hả? Năm nay còn dùng được không? Chà, được tí rồi. Năm nay mình còn được à? Được một tí rồi à? Vâng. Nhưng bây giờ cái bông đấy mà nó chả xuống đất thì là không, chả xuống nước là nó không được thôi nhỉ? Người có thể nói là bị ảnh hưởng, chắc là phải mất tầm độ đến 3 đến 4 bao thóc đấy. Còn như cái ở phần cái thóc mà không phải thóc
Cái thóc ở bên kia thì bình thường nhá. Mỗi cái thóc niêm này là bị thôi đúng không? Cái này cao quá. Nó cao quá đúng không? Vâng. Như mọi năm thì có bị như này không? Có. Mọi năm thì có bị như này á? Bị ít à? Năm nay là bị nhiều nhất à? Ồ, năm nay thì có vẻ là thưa cô bác, đây thì không phải là cái phần phân bón nhiều quá hay là nó tốt thì nó bị đổ đấy cô bác nhá. Ở đây thì là do là cái năm nay này cái mùa báo của năm nay ấy, nó rất là lớn, thành ra là nó bị ảnh hưởng ở cái chỗ phần này này. Hay như cô bác có thể nhìn thấy là ở đây thì ở đây thì có một cái ngôi nhà này chắn rồi đúng không? Ở đây thì có cái lán này chắn rồi nhưng mà nó vẫn đổ đi ra bên kia được. Mà nó đổ thì nó không bị đổ ở phần ấy, nhưng đáng nghe là cái lúa, đáng nghe mà cái gió nó thổi các bác, nó phải thổi từ dưới kia lên thì nó phải đổ lên trên hết trước, nó phải đổ từ bên này sang. Cái lúa bên kia thì độ tầm 1 tuần nó được gặt rồi nhỉ? 1 tuần nó là xử được gặt rồi đấy, 1 tuần nó là chắc là trời rất là nắng đấy. Xử thì cũng phải thông cảm cho anh một chút nhá. Tại vì là anh cũng muốn là làm cho tao cháu em một cái ngôi nhà mà nó càng nhanh càng tốt. Nhưng mà do là em ở trên này thì em biết là cái thời tiết của nó đấy. Đường con đi được xây đó. Như là bây giờ nếu mà mình chở vật liệu đi ra đến kia đúng không? Thì lại cái phần bên này thì nó lại đi vào rất là khó. Thành ra là em thông cảm cho anh cái phần này nhá. Không thì anh cũng muốn là hoàn thành ngôi nhà của em xong rồi thì sẽ tiếp tục là hỗ trợ em thêm những cái phần mà mảng kinh tế khác nữa cho em tự làm tự ở trong quê mình luôn, em không phải đi đâu làm xa. Đấy, có thể là cho em một cái trang trại gà hay là làm một cái gì đấy. Đấy. Hôm nay thì anh trưởng thôn thì có điện ra họp bà con bảo là đi cào đất kia không? Chưa thấy gọi à? Chắc là cũng hối thúc ở bên xã với lại anh trưởng thôn là rất là nhiều rồi. Nhưng mà do là cái mùa này cô bác là mùa mà bà con gặt nữa, thành ra là nó cũng rất là khó. Thì thành rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực ở với cái khoản này. Còn lúa của nhà em thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên cho tất cả cô bác cùng biết là nó bị ảnh hưởng ở cái cơn bão này. Cơn bão vừa rồi thành ra là lúa nó bị đổ ở cái phần ba cái thửa này cô bác này, thửa mà lốn niếp ấy. Thế còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.